Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Thanh tra thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa ban hành kết luận thanh tra số 87 về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ tài sản của chùa cho hộ dân có nhiều sai phạm. Kết luận thanh tra cho thấy có rất nhiều cán bộ công chức viên chức có liên đối trách nhiệm trong việc hợp thức hóa đất chùa Long Nguyên tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho cho ông Lê Quốc Vĩ là sai luật, phải chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra. Theo hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH22303 ngày 22 tháng 11 năm 2023 đối với thửa đất số 69, tờ bản đồ 18, diện tích hơn 2.000 m2 do Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp cho ông Lê Quốc Vĩ tại ấp 3A, xã Đạo Thạnh, có nguồn gốc của chùa Long Nguyên. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này sai quy định. Năm 1998, nhà chùa cho hộ ông Lê Văn Tám, cha của ông Vĩ, xây nhà ở tạm đến hết đời ông Tám theo thỏa thuận. Ngày 14 tháng 12 năm 2001, ông Tám có đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên, nhưng Ủy ban Nhân dân xã Đạo Thạnh không chấp nhận do đất của chùa. Đến tháng 6 năm 2023, ông Lê Quốc Vĩ, còn ông Tám có giấy ủy quyền cho ông Bùi Tấn Danh gửi đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với phần đất của chùa cho ông Vĩ tại Ủy ban Nhân dân xã Đạo Thạnh. Ông Huỳnh Ngọc Phong, công chức địa chính xây dựng môi trường, dù không được phân công phụ trách đất đai nhưng đã tiếp nhận hồ sơ mà không theo quy trình một cửa liên thông tại xã và báo cáo miệng với ông Ngô Quang Tín, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Thạnh và ông Tín chỉ đạo ông Phong làm theo quy trình. Sau đó, ông Huỳnh Ngọc Phong đến xác minh họp có 3 người dân mà không có đại diện chùa Long Nguyên và trong biên bản có ghi nếu ông Vĩ muốn được cấp giấy chủ quyền đất phải có ý kiến của giáo hội Phật giáo. Tuy vậy, ông Phong vẫn tham mưu cho bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Thạnh ký thông báo về việc đề nghị cấp giấy đất tại thửa đất số 69, tờ bản đồ số 18 đại diện cho hộ ông Lê Quốc Vĩ và có nêu phần đất này do cha mẹ ông Vĩ để lại, không đúng theo biên bản họp dân. Ngày 7 tháng 8 năm 2023, chi nhánh văn phòng đất đai thành phố Mỹ Tho nhận lần một hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Quốc Vĩ với phần đất nêu trên. Qua ba lần bổ sung hồ sơ mang tính hợp thức hóa, đến ngày 22 tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ quyền nhà và tài sản khác gắn liền với thửa đất 69, tờ bản đồ 18 cho ông Lê Quốc Vĩ. Thanh tra thành phố Mỹ Tho cho rằng việc Ủy ban Nhân dân xã Đạo Thạnh xác nhận nguồn gốc đất không chính xác, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Mỹ Tho thẩm định không đúng với hồ sơ địa chính lưu trữ tại đơn vị và phòng tài nguyên và môi trường thiếu kiểm tra, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp giấy lần đầu cho ông Lê Quốc Vĩ không đúng đối tượng, không đủ điều kiện được cấp giấy đất là vi phạm Điều 181 Luật đất đai năm 2013 và Điều 19 Nghị định số 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Do nguồn gốc đất thừa 69 là đất tôn giáo thuộc quyền quản lý của Chùa Long Nguyên nên việc Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp giấy đất lần đầu cho ông Lê Quốc Vĩ là không đúng đối tượng, không đủ điều kiện được cấp giấy đất. Kết luận của thanh tra cũng quy trách nhiệm đến 11 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan có liên quan, trong đó có ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, bà Phạm Thị Trúc Hương, trưởng phòng tài nguyên môi trường, bà nguyễn thị hồng lê giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố mỹ tho ông ngô quang tín chủ tịch ủy ban nhân dân xã đạo thạnh bà nguyễn thị ngọc tuyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đạo thạnh